Bình Hưng. À đi 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 du lịch. No, Bali Cồi, no. Bali Cồi, Bali Tủ đựng chén. tủ đựng chén, no. Sao lại tủ đựng chén? No. Tủ quần áo. À. No. Anh coi anh coi để đâu nhờ? Video gift gift matcha cái tai nghe màu màu pink pink. Yeah. Anh coi no. Coi coi vứt đâu á mọi người ạ? Con khôi. Lên phòng anh khôi xem có không? Lên phòng quần áo xem có không? Cái phòng này điện bật Yang không? led keluar dulu terus masuk lagi, guys. Chính xác. À.
Ok. Nè Ông Yeah, Trang. tu. Thank you Media, em cảm ơn chị Tinh. Ok. Không thể nhìn thấy tóc. Đẹp. Xinh đài. Yes, gitu aja. Bagus kok, guys ya. Kebesaran ya, nanti ku bawain lagi. Em rất đẹp. Indo đây. Saya harus bekerja lebih banyak. Tôi phải làm việc nhiều hơn. Abby. Sau khi qua Thái Lan, bạn hãy qua Việt Nam. Setelah pergi ke Thailand, silakan datang ke Vietnam. Undel mi. Miss Vidya. No, Vidya come back Indonesia ngok maca cry no. No, no cry. No cry nya. Okay. Vì nhưng bạn phải về Việt Nam sau khi ở Thái Lan. Thank you Iqua. Tetapi Anda harus kembali ke Vietnam setelah tinggal di Thailand. Okay. Vì đợi một tí. Thank you Iwa, cảm ơn mọi người. Cái này Vi tặng mọi người ạ. Đây nữa. Tai nghe. Saya tidak bisa karena ada pekerjaan. Tôi không thể bởi vì tôi có việc. Cái gì?
Thế khi nào đây? Khi nào bạn mới có thể qua Việt Nam? Khi nào bạn mới có thể qua Việt Nam? Kapan kamu bisa ke Vietnam? Nhìn chị bé cute hả? Yeah, yeah, ngọc mai cha, hey, ngọc mai cha, first baby, same baby, kayak anak paut. Sau khi công việc của tôi hoàn thành, setelah pekerjaan saya selesai. Ok, lâu. À, bây giờ làm việc Indonesia. Được cái hoa đâu? À. Tôi chỉ cảm ơn Phương, nhưng mà nó không hiện cái hoa lên. Tháo kính thử đi chị, nhưng mà mình bị cận đó mọi người. Mình cận lòi ra, mình không có thấy mắt, thấy không thấy comment. Mình phải đeo kính là mình mới thấy comment được đó mọi người. Cái này là quà Vi gửi cho mình lúc mà anh Khôi đi qua Indo á. Xong rồi Vi gửi cho anh Khôi cầm về cho mình. Nah, anh Khôi không có đưa. Jika saya ke Vietnam, saya harus menolak pekerjaan. Nếu tôi đến Việt Nam, tôi phải từ chối công việc. Anh chưa yêu tình. Xem. Mike, thank you. Seperti dulu, như nó đã từng. Ok, yeah, okay. Đợi một tí, đợi một tí nhá. Ok. À, ngọc mắt cha, ngọc mắt cha, Miss Lydia. Cảm ơn chị Cát Vua. Hả? Miss, meet you. Nhờ, ngọc mắt cha. Cảm ơn ok. Hey, go to Thái Lan. Go to passport nhá. Ừ, ok, go to passport. Xong rồi, go to Indonesia. Thái Lan, Indonesia, ok. Ok, ok. Nhưng mà, đây, Vidya. Orang cantik pakai hijab kayak gitu, tetap cantik beda kalau sama gue guys, empom. Vidya. Nhưng tôi phải về nhà mới làm được giấy tờ, nên thời gian tôi qua đó hơi lâu. Tapi aku harus pulang untuk mengurus dokumen. Jadi butuh beberapa saat bagi saya untuk pergi ke sana. Oke. Saya akan menunggumu. Tôi sẽ chờ bạn. Oke. Vì có thể sau Tết tôi sẽ qua đó một chuyến và cũng có thể đi cùng Tuấn Anh. Mungkin setelah Tết saya akan pergi ke sana sekali dan juga pergi dengan Tuan An. Ý đây. Hey, Tuan, Tuan, Ngọc Matcha, xem, mày, baby. Đi đi à, Ngọc Matcha, đi đi à, Tuan Anh, đi đi à, đi đi. Yeah, go to Việt Nam. Đợi một tí. Ok. You, Ngọc Matcha nè. Đợi một tí. Mình cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn Missy. Nè. À, ngọc mắt trắng.
Ok, xin cảm ơn Phương, em cảm ơn chị Tình, cảm ơn Y Hoa, chị em cảm ơn chị Phương Vi, cảm ơn tất cả mọi người nha, em cảm ơn mọi người nhiều ạ. Toàn. Saya seperti ibu kalian. Tôi giống mẹ của bạn. Yes. Toàn ngọc mai cha xem mọi người ơi nha. No. No xem. Yeah. Tuan An sering menangis. Aku tidak menangis, hihi. Cho mọi người nghe. Không cho nghe. Để một tí. Cái gì đấy? No, nó mà chan no cry đấy, tiếng Việt đây. Anh hay khóc nhè, tôi không khóc hi hi. Yeah, no cry, no cry. Saya di Vietnam menjadi orang tua. Tôi ở Việt Nam để làm cha mẹ. Ý Vivi, à ý là Vi bảo là Matcha với Tuấn Anh như kiểu là con nít vậy á, như kiểu là baby vậy á, còn Yeah, còn you, Tuấn Vi là Tuấn Anh, nghe xem. No, xem, no. Một tí. Chị dâu. Vidya, chị dâu ngọc Matcha. Ok. Nè, đợi một tí. Đợi một tí. Yeah. Tuan Villa, Ngọc Matcha, xem. Ồ, Vidya, Vidya hát gì nữa? Cái gì nào? Bài gì nào? Video hát ngày mình bay nhau. Tôi luôn. Mày nói tên tôi. Yeah. Đợi một tí. Hey. Ok. Ơi. Cái gì? Đi đâu? Na. Tuấn. Ừ, khóc nhẹ. Đi ngủ. Đi ngủ. No cry. Yeah. Hả? Vidya. À, Vidya. Hả? Ngày mình bên nhau dây tơ hồng mày nói thành đôi. Rồi tới luôn. Vidya hát. Yeah. Ok, đợi một tí nha. Ok. Đang ung dung chân trời, đập mắt xanh hôm nay dương trời. Yeah, mọi người ơi, Fidia Việt Nam, ở Fidia Việt Nam ngốc matcha, Tuan, Fidia mẹ. Yes, hiểu không? Thế chị qua dấu. Video hát. Video hát được bài gì mọi người? Bài rồi tới luôn, gần đây mình hay nghe nhiều. Rồi tới luôn. Ê, dance video good. Ok, good. Thank you.
nó biết hát. Hero tay luôn luôn. Này cảm ơn nhé chồng ơi. Này cảm ơn nhé chồng ơi. Na 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 vui. Vi hát. Vũ trụ trong okay. Anh. Vi vũ trụ trong anh. Hey, Vidya hát no good. Ừ, tư tưởng anh. Bài gì nữa? Yêu là cưới. Yêu là cưới. Yes, em xem no good. Mọi người ơi, Vi hát được bài gì mọi người cứ comment nhá. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Bốc Phân, cảm ơn Kỳ Lân. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Trời ơi, mọi người nhìn con Phương nó để cái avatar mình kìa, con quỷ Phương. Cứu tôi. No, Vidya. Vidya hát. Phụ tư trông anh nha. Phụ tư trông anh, cảm ơn nhé chồng ơi. Cái gì? Hát bài gì? Bài gì? Hát bài gì? Yêu là cưới. Billy hát nhất đúng không? Yêu là cưới. Yêu là cưới. Vidya có em đây. Làm đây cái gì? True, vô tư tưởng ai? Là cái gì mọi người? Không hiểu. Cảm ơn vợ. Không hiểu. Vũ trụ trong anh. Cái gì? Vô tư tưởng ai nha. Bông đào là em là bài bông đào là em hả? Vô tư tưởng ai nó kìm lại. Mọi người không hiểu rồi. Người comment nhiều bài quá xong mình không hiểu là mọi người đang nói gì luôn. À, mệt quá. Cảm ơn Phương. Cảm ơn Bốc Phân. Mọi người. À, bài bông đào là em hả? Ê, hát nha. Ok. Cray. Buồn. Nói sao mọi người? Ok. Ok đúng. Vidya. Bài này buồn lắm. Postingan ini sedih banget. Cảm ơn chị Phương nha. Cảm ơn Bốc Phân. Ê chị Phương, em cảm ơn chị Phương. Vidya, cô gái bông đào. Vidya hát cô gái bông đào. Cô? Ai? Để mình search xem nào. Search xem bài này là bài gì mà mọi người comment nhiều cái bài này ghê. Một phần cảm ơn mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người nha. Ôi giọng cười của bà Vidya. Tát tát mọi người ơi.
Đi Thái Lan mấy ngày nha mọi người? Berapa hari Anda akan pergi ke Thailand? Bảy ngày ở bên Thái Lan. Bảy ngày. Bảy ngày. Một, hai, ba. Một, hai, ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 ngày đúng rồi. 7, 8, 9, 7 ngày. 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 7 Thái Lan, 3 Việt Nam. Cái gì đã xem mà. Hey, con Kinh. Con Kinh. Hả? Ba Việt Nam. No. Ê, ngược mai chắc go to Indonesia nha. Normandy, ngược mai chắc Normandy. Yeah, làm việc. Full money, go to egg. I'm going go to Indonesia. You know, oh my god, no go to Indonesia. Una, Ngọc Bát Cha go to Indonesia. No, tonight, no. What? Tại sao? Tại sao? Tonight, no go to Indonesia. Tonight, Việt Nam. Tonight, Việt Nam. Tonight, boxing video nha. Vidya. Vidya, Vidya Lightroom, Namacha Lightroom. Okay. Vidya Light Indo, Namacha Light Vietnam. See you again, Vidya. Okay, Vidya. Làm việc. Money, nhiều money, full money, go to Vietnam. Yeah. Okay. Yeah. Hồ Chí Minh nhá. Okay. Yes. Yes, in okay. Like this. Yes, yes. Yes, yes. Okay. Okay. Okay, bye-bye, D. Bye-bye, thank you, nha. Okay, thank you, bye-bye, Indo.